Chị Nhung, chị 40 tuổi, ở Xuân Lan Tây Hồ. Cái mặt của chị này, nghĩa là nó cứ bị mẩn đỏ, đi ra ngoài nắng hay là ở nhà cũng thế, thì mẩn đỏ rất là khô. Xong mà khi mà đi ra ra ngoài trời cả kể, mình cảm tưởng khi mình có cái tâm lý gì mà hơi bất ổn một tí là nó thể hiện lên khuôn mặt, nó kích ứng lên khuôn mặt ấy, như kiểu theo cảm xúc của mình ấy. Đấy thì nó mẩn đỏ rát, và cảm thấy cái mao mạch này nó cứ bị hiện lên ấy, em. Từ lúc chị bị này chị cũng hạn chế nhiều lắm, cũng ít tiếp xúc và ít giao lưu hơn. Cảm thấy như kiểu mình ra ngoài mặt mình cứ đỏ này, bị đỏ mình cảm thấy ngại ngại ấy. Chị cũng đi ra spa nhỏ nhỏ ấy, để mà dùng collagen rồi dùng cái thuốc làm dày da ấy, nhưng mà không hiệu quả. Chị cảm thấy thất vọng ấy, thất vọng với cả cảm thấy ngại ra ngoài tiếp xúc với mọi người, ngại. Chị hay đeo khẩu trang ở đây này thì nó che bớt cái khuôn má của mình đi. Thì bạn chị cũng chị làm đây thì rất hài lòng. Thì bạn chị có giới thiệu xong bên này thì bảo chị giãn mao mạch, tĩnh mạch rất là tốt. Chị đến thăm khám, chị muốn chữa khỏi cái khuôn mặt của chị với cả cái tình trạng bị giãn mao mạch nó giảm đi nhiều, để tự tin trong cuộc sống, giao tiếp bạn bè.